team up season Monopoly. Monopoly là cái gì nhỉ các bạn? Tiếng Việt nó là cái gì? Monopoly. Hiện tại thì người anh em đồng dâm thân cận Hồ Trương chuẩn bị cho mình 27 KFC. Mình cũng xem cái hướng dẫn này. Đại loại là 10 FC quay đầu tiên, tóm lại là 20 FC một lượt quay. Và chúng ta sẽ có bao nhiêu vòng? Vô hạn số lần tích lũy. Móc quà từ 1 đến 150. À, vô hạn lần tích lũy. Các ông quay vậy. Bao nhiêu vòng cũng được. Này, cầu mấy ông top VIP. Như vậy là chúng ta sẽ có các mốc cho đến 150 vòng. Mà cái này thì sẽ không tính được vòng, mà thường là 50 lượt sẽ được 5 vòng. Như vậy 900 FC sẽ khoảng được 5 vòng. 150 vòng sẽ tầm khoảng 27.000 FC. Ok. 150 vòng sẽ khoảng 27.000 FC. À, rồi, khoảng 27.000 FC để full một lần sự kiện đó các bạn. 27.000 FC full một lần sự kiện. Và chúng ta nghĩa qua một chút quà các loại. Nghe điều có vẻ như là cái gói BP nó hơi ít nhỉ. BP hơi ít. Thì chúng ta chỉ có 3 mốc của BP thôi. 20 triệu, 100 triệu và 200 triệu. Như này khả năng cao là hơi ít rồi. Hơi ít các bạn ạ. Mà chúng ta thấy có những cái gói là gói 88. 88 cộng. 85 cộng. Nên khả năng rác là khá cao. Nói nhưng không sao. Quay cái lần đầu. Bạn nhận được gói hot 93. Tù vãi. Lắc miễn phí. Nhận nhiệm vụ ở xe. À ở hiểu. Vãi. Quay phát đầu được 1 điểm các bạn ạ. Vãi là cứt. À được rồi. Mình sẽ lắc thử 50 vòng xem nó có đúng được 5 vòng không nhá. Lắc 50 lần xem có đúng được 5 vòng không. Piu piu. Ô đặc biệt. Để lại lùi 2 bước. Vãi cả đặc biệt. Ô đặc biệt lùi 2 bước. Còn không thì tiến 1 bước. Tiến 2 bước. Sao lại lùi nhiều bước. Ô đặc biệt này nó không có quà à ta. Ô vãi lều. Đáng ra ô đặc biệt nó phải kèm một cái quà gì chứ. Úi dồi toàn lùi thôi. Được một phát 200 triệu này. 100 triệu này. Vãi cả đặc biệt. Đặc biệt vãi lều. Toàn lùi thôi. Đa phần đặc biệt là lùi các bạn. Yeah. À tờ này được 500 triệu BP đấy. Chúng ta có số vòng hoàn thành là 4. Hỏng rồi. Số vòng hoàn thành là 4. Như này khả năng là sẽ tốn hơn 27.000 FC đấy. Về lý thuyết là 27.000 nhưng có thể sẽ tốn hơn đấy. Ờ à, đúng rồi, tiến lùi là có quà ô đấy. Anh hiểu rồi, hiểu rồi. 8 vòng, ô thôi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ui, đúng rồi. Thế này chúng ta sẽ tính tổng thôi. Như này thì khả năng cao sẽ mất 35.000 FC. Sẽ mất 35.000 FC chứ không phải là đơn giản đâu. Bởi vì là cái tỷ lệ quay được vòng nó không phải là 900 FC tương đương với 5 vòng đâu các bạn. Nó chỉ được khoảng 4 vòng thôi. Yeah. Tôi sẽ quay hết 27.000 FC xem nó có được cái gì không. Lần này xúc sắc nó chơi hơi ít rồi. Xúc sắc nó chơi mẹ. Vòng nó hơi thấp rồi các bạn. Quay thử 27.000 nhá. Xem nó có ra được 150 vòng không. Mình nghĩ là không được. Chắc nó chỉ rơi vào tầm 130 mấy vòng. À, cái ô đặc biệt nó lùi về ô nào thì sẽ được nhận quà ô đấy.
Lại trêu thế thôi. Nhưng mà nó lùi hơi nhiều. Nó lùi ô hơi nhiều khiến cho cái việc quay đa phần vào ô đặc biệt là lùi. Hay là việc quay nó trở nên phức tạp hơn, mất nhiều tiền hơn. Mình hy vọng là nó ra nhiều thẻ BP. Chứ còn cái việc mà săn TS ấy mà, nó sẽ có những cái gói kim cương các thứ gọi là bú phêm theo. Nên là yên tâm. Về cái thẻ TS kiểu gì gà rán cũng sẽ phải xả thôi. Vì mỗi năm nó chỉ có một đợt xả thôi mà. Kiểu gì thẻ cầu thủ nó cũng ra. Cái quan trọng là BP nhiều và cái gói thẻ cộng cao nó nhiều là được. Vòng quay này chơi tốn gấp đôi cái vòng quay tháng trước. À cái vòng quay gần nhất. Vòng quay bố em 7 triệu rưỡi, 7 triệu 6. Vòng quay này 15 triệu, gấp đôi. Hiện tại là AK có 1.5 tỷ này. Mình mở hết BP cho anh em xem. Để xem là chúng ta cái lượng BP tươi nó về bao nhiêu nếu như quay full vòng. Anh em chờ một tí nhá. Thì dạ gọi là các đơn FC nó đang dồn hơi nhiều, nhu cầu nạp của anh em nhiều quá. Thành ra là nó hơi chậm một chút. Quả vừa rồi cứ tính gà rán lại sởi lời 27.000 FC là full vòng, nhưng không phải như vậy các bạn ạ. Gà rán tính nó khác. Chơi mẹ ô đặc biệt toàn lùi. Thánh. Thế thì anh em chịu. Mở thẻ có TS xem nó có ra không này. Mở. Câu giờ anh em làm gì đúng không? Ra luôn. Con TS đầu tiên của mình là con nào? Hà Lan. The Vree. The Vree mới buồn. Guarado. The Vree. Ôi giời sư. Mà CR bưởi đấy. Đúng rồi, ơi ra hơi ngăm ngăm. Mông cong, Bồ Đào Nha. Ôi đẹp. Chú này cũng được ấy chứ. Chú này cũng được. Renato Sanchez là hàng khá ngon. Lương 20 chỉ số 98 với bộ chỉ số khá là đẹp. Được. Renato Sanchez là hàng được. Bộ chỉ số của nó đẹp chứ. In game nhìn khá ngầu. CR7 này. Lê Hoa cũng được. Ui ra đèn, ra đèn MP3 không? Đèn. Wan-Bissaka. Chỉ số 97. Hàng MU. Hàng MU dạo này fame to lắm. Ui, chú này đá tiền vệ cánh à. Chứ mẹ hậu vệ đá này phí lương lắm. Mỗi tội là chỉ số tạt lại thấp. Vãi tật. Hậu vệ lương 19 thì khó. Khó quá. À, 150 vòng vừa rồi là mình vừa quay hết là 28.100 FC. 28.100 FC bạn ạ. Đấy là với cái account này. À, các cái account khác này nó có thể nhiều hơn một chút, có thể ít hơn một chút. Nhưng mà nó sẽ loanh quanh khoảng đấy, khoảng 28.000 FC. 28.000 FC thì nó tương đương với khoảng 13 triệu. Tầm 13 triệu tiền Việt ạ. Tất nhiên là cái thẻ TS là cái thẻ limit nhá. Cho nên là nếu mà anh em build đội hình mà build TS thì build vào cái thời điểm này thì nó cũng là cái thời điểm tốt nhất để build rồi. Chứ còn độ vài tháng nữa thì không nên chơi nữa. Không nên chơi cái mùa TS nữa. Và hiện tại thì mùa TS và TI cũng đã có team Calo rồi nhá. Đã có team Calo rồi. Ban đầu là có 1 tỷ 6 nhá. Có 1 tỷ 6 này. Sau khi quay hết 150 vòng, tức là 13 triệu tiền Việt, thì chúng ta sẽ có bao nhiêu? Được 20 tỷ rồi. Được 26 tỷ rồi. Được 31,5 tỷ rồi. Chúc mừng Khánh Khánh nhá. Phát nữa nè. Rồi, anh em tính giúp mình nha nào. 54 trừ đi 1,6 là được 52,4 nhỉ.
được 52,4 tỷ BP tươi với 13 triệu. Như vậy là cái tỷ lệ BP đã là 1x4, chưa tính đến mở gói rác, chưa tính đến gói rác thẻ cầu thủ là chưa tính. Úm ba la xì bùa này, quần tím đúng rồi, số 44 là Manolas à. Manolas in game mặt xấu đấy chưa. Úi giờ được tỷ lệ hơn 1-6 cho em, bởi vì là còn 3 gói icon anh chưa mở mà bé hủi. Đồng chí bé hủi à. Bé hủi có khả năng kiến tạo các thứ tốt, nhưng mà tôi nhớ chú này hơi đuối, hơi yếu tranh chấp. Anh còn chưa mở icon mà. Hơn 1-6 đấy Dương ạ. Mà CR7 này. Ôi giời ơi, mông to vậy. Hảo. Số 2 Thiago. Thiago Silva nhìn là biết. Chỉ số 96 vậy, chán vãi. Bruno không có mùa DS bạn ơi. Smalling, Smalling được thì thôi mở gói khác nó sẽ ra mà. Này, mở 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 này. Mở đây. Müller. Thomas Müller. Vua kiến tạo của mùa giải này, Thomas Müller. Nguyễn Tuấn Anh đã phang 20 sao vào mặt sếp MDC Gullit NSD 8 bác ạ. À. Ui, ngon quá, ngon quá. Anh em vào đây toàn khoe chiến tích chứ này. Ôi, lag luôn các bạn ơi. Lại nồi. Lại lag rồi. Gói cầu thủ icon. Bây giờ có một số con icon nó limit rồi. Thành ra là cái gói này nó chả khác gì gói chỉ định 30 cả. Cái này chả khác gì gói chỉ định 30 cả. Bơ ơi, con ơi, con có tưởng thích mở thẻ không? Đây, đây ạ. Mời ngay một vị khách mời. Lê, đúng không? Số bao nhiêu đây? Bơ tí à? Bơ tí. Bơ tí là hơi rẻ con ạ. Hơi rẻ, hơi rẻ. Bơ tí. Bố thích cái gì? Trắng. Màu trắng đúng không? Bố chọn khôn đấy. Má. Úi giời. Ui. Không có rồi. Không được. Không được con ạ. Không được con ạ. Nhiệm vụ là phải mở ra Jog 3 cơ. Con ạ, cũng ra đen nhưng mà chú này không được. Roberto Carlos. Rồi. Ấy, Raul. Chưa buồn. Chưa buồn à? Ra un mở 3 con icon ra được có mấy 27 tỷ. Hà ra cậu năm đúng rồi. Biết ngay mà. Hà ra văn tu vách ngay. Verratti con nào mình để làm phôi thì mình sẽ để, hay là để cái vớt làm phôi ta. À thôi đéo cần. Như con Fabian này không bán được, để làm để tí mình đập Rudy, để tí đập này. Cái tầm như Ferran Torres này bán cho anh em này. Rodea này. Verdi.
cái kênh này nó vậy, mở thẻ nó không hú hét, không làm màu, mở kiểu cục xúc thôi. Cho nên là thi thoảng nó lại được những cái tên chót chét như vậy. Mở quan trọng đéo thì nó lại ra. Điệt mẹ. Phải cực. Sự kiện này phôi nó cũng rẻ cơ. Bán mẹ phát mệt. Nhưng mà nó đến thời điểm này thì cũng ok rồi. So với những cái sự kiện khác thì cũng ok rồi. Nên là cứ thoải mái thôi. Nghe vấn đề gì. Danh thần rõ ràng ok. Lại ba đứa xa cộng 5 rồi. Biết ngay mà. Siêu thủ môn cho anh em. Đây, ba đứa xa đây. Ba đứa xa cực hot hòn hòn đây. Ô đệt. Đống min này. Chán thế nhở. Maranda này, siêu thủ môn người Pháp cực mịn đây. Đéo hiểu sao luôn. Dối với lìn luôn. Chỉ số 96, Nainggolan 97, lại cho vào Van Bissaka. Thẻ té này, màu thẻ màu áo khá đẹp. Vãi cứt. Vãi cứt luôn. Để đập thẻ vãi cả nồi ra. Đập cộng 1 đến cộng 2 mà 4 vạch thì nó phải được hơn 80%. Nó phải được tầm hơn 80%. Thế mà đập có lên eo đâu. Đây, siêu phẩm cuối cùng. Dô béo hot. Số 11 Di Maria. Không có rồi. Vậy là hết mấy gói cộng rồi các bạn. Tổng kết là sự kiện này mở hết, dọn rác hết thì nó sẽ được khoảng 100 tỷ. Loanh quanh trên dưới 1-2 tỷ gì đấy. Thế thôi, không có nhiều lắm. Chăm chỉ dọn thôi. Em được con Ganabri bán luôn. Anh được con Muller. Chắc anh cũng bán thôi. Còn này tí bán. Hết rồi đó các bạn. Còn mấy cái gói thẻ cộng 1 chỉ có chờ thị trường chuyển nhượng nó giãn giãn một chút rồi bán. Còn độ bao nhiêu nhỉ? 180 này, 207, 306, 435. Còn khoảng 800 gói phôi nữa. 800 gói phôi nữa. Tới cái trung bình 800 gói thì sẽ được khoảng 4 tỷ nữa. Được khoảng 4 tỷ nữa. Nếu như mà gọi là mở cực kỳ đen. Mở đen như cứt. À không, cũng phải được gấp đôi chứ. Cũng phải được gấp đôi, tầm độ khoảng chục tỷ nữa. Còn được khoảng chục tỷ nữa. Anh nghĩ vậy đó. Rồi, thế rồi. Rồi mở thẻ đấy đó. Mình sẽ offline một chút để lấy sức. Tối mình còn online tiếp. Chứ mà like nhiều này, tối tôi không có sức on nữa. Cho nên là hẹn gặp lại anh em vào buổi tối nhá. Buổi tối nếu mà kiếm được cái team full TS hay là cái gì đấy thì mình sẽ live stream test mấy con TS cho anh em xem. Bây giờ thì ngồi thêm nó cũng chả có tác dụng gì. Cũng dọn được một nửa cái kho rác rồi. Còn 800 cái thẻ phôi nữa. Thì sự kiện này thì nó sẽ rơi vào khoảng đâu đấy là tầm từ 90 tỷ cho đến 110 tỷ. Đấy, cái khoảng dao động nó như vậy. Thì nó cũng ok. Với 150 vòng mà mất khoảng 13 triệu tiền Việt Nam đồng thì chúng ta sẽ có cái cơ số như vậy. Rồi ok, ok. Mình sẽ offline đã. Hẹn gặp lại anh em buổi tối nhá. Belibo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay belibostore.com.